Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ tư của Con mắt kẽm gai của tác giả Nguyên Vũ. Lệ Hàng Đồng. Người thiếu phụ nhìn tôi thật lâu, cái nhìn có một dò hỏi, tìm kiếm trong ký ức. Tôi cũng lặng quan sát thiếu phụ và thoáng nhận biết một vài nét quen thuộc trên khuôn mặt trái xoan mà nước vừa chớm hết mịn màng. Chiếc xe lam đang ngon trớn chợt đứng sững lại vì đèn đỏ, hành khách bị xô nghiêng về một bên. Vì vô ý đầu thiếu phụ va nhẹ vào khung xe, nàng nhăn mặt nhìn tôi cười nho nhỏ. Chà, đau quá. Tôi mỉm cười theo. Ê, tôi cũng hay bị u đầu như bà vậy. Mấy cha nội tài xế này ưa thắng gấp lắm. Kể ra tôi cũng hơi vô ân một chút. Chính nhờ bác tài xế đã thắng gấp, chúng tôi mới có cơ hội vượt qua sự lúng túng ban đầu. Thiếu phụ hỏi tôi qua tiếng cười trong trẻo ròn rã. Trung quý ở biệt động quân. À vâng, chắc Trung quý cũng đóng gần Sài Gòn này. Vâng, tiểu đoàn tôi đóng ở Biên Hòa, 35 biệt động quân. Con số hơi kỳ cục phải ông bà? Thiếu phụ lại cười với hai má lúm đồng tiền, nụ cười mơ hồ quen thuộc. Nàng hỏi lại tôi. Ở ngoài ta, Trung úy ở đâu? Chắc Hà Nội. Dạ không, Hải Dương, còn bà? Hai tiếng Hải Dương của tôi khiến mắt thiếu phụ dấy lên một ánh lửa vui mừng nào đó. Giọng nàng ấm áp hơn. Tôi cũng ở Hải Dương, Trung úy còn à, nhớ phố Hàng Đồng chứ? À. Nhưng tôi vội ngăn chặn được lối diễn tả niềm vui đột ngột một cách ồn ào mà tôi đã học được sau hơn 4 năm lính. Tôi bối rối nhìn nàng, ngập ngừng mãi mới dám hỏi. Xin lỗi, hình như bà là Lệ, Lệ Hàng Đồng. Còn à, Trung úy là Yên Cô Táp. Nếu không phải đang ngồi trong lòng chiếc xe lam chật hẹp, nếu không ngại ngùng những ánh mắt tò mò theo dõi của mọi người, biến thành cười cợt, chế giễu, tôi đã nắm lấy tay Lệ, vồng vã thăm hỏi. Tôi chỉ biết khẽ lắc đầu, nhìn nàng cười mãi không thôi. Đã 14 năm biệt vô âm tín, gặp lại nhau thật ngẫu nhiên và cũng thật kỳ thú. Đầu óc tôi loáng thoáng một vài hình ảnh xưa cũ quá nhỏ cho một kỷ niệm. Lâu quá mình mới gặp nhau lại nhỉ? Vâng, hai bác vẫn mạnh chứ anh? À, cảm ơn, cũng thường vậy, còn cậu Mợ Lệ? Cậu em mất lâu rồi, bà cụ thì ở với em và mấy cháu. Hôm nào rảnh mời anh lại chơi, anh chắc cũng có vợ con đầy đàn còn gì nữa. Tôi lắc đầu. Ui, có ai thèm lấy tôi đâu. Lại nhìn tôi thật nhanh rồi cúi đầu xuống sàn xe, những ngón tay trắng mân mê chiếc túi ni lông. Chúng tôi giữ im lặng cho tới lúc Lại níu nhẹ chiếc áo kaki nhà binh phế thải của bác tài xế bảo ngừng xe. Tôi lặng lẽ bước xuống theo Lệ, nàng hỏi. Nhà anh cũng gần đây à? Tôi cười nụ. Không, nhưng định xin phép đưa Lệ về nhà. Lệ cười nho nhỏ. Tiếng cười đã mất đi vẻ trong sáng hồn nhiên ngây ngô. Nó phảng phất già dặn, lộc lõi của một thiếu phụ đã đi gần hết đoạn đường chinh phục của mình. Lại nhìn tôi bằng mắt. Nhà em nghèo lắm, sợ anh cười. Ê, tôi còn nghèo hơn Lại nữa, lính tráng thời buổi này. Tôi ngừng lại đột ngột vì ánh mắt Lại thoáng gì chế giễu. Chắc Lại đã nghe nhiều người lính tả oán một câu tương tự. Chúng tôi rẽ vào một hẻm nhỏ chạy giữa hai hàng dâm bục khéo léo. Lệ chợt hỏi, anh thật tâm muốn biết nhà Lệ? Tôi gật đầu không suy nghĩ trách Lệ. Sao Lệ hỏi kỳ vậy? Lệ khẽ cười, che một xúc động chợt đến nào đó. Giọng Lệ trùng hẳn xuống. Em sợ anh, cũng như nhiều người bạn học cũ khác. Theo em, anh nên trở ra đường từ lúc này. Anh không nên đặt chân vào nhà em. Tôi không có hiểu có gì thay đổi đặc biệt ở Lệ, nhưng với tôi lúc nào Lệ vẫn là cô bạn học thuở nhỏ, nghịch ngợm và vui tính. Lệ đứng lại, nàng cúi đầu xuống cho một suy tính. Tôi tiếp, hay Lệ cho tôi không xứng đáng bước chân vào nhà Lệ? Nếu vậy... Lệ ngước lên nhìn tôi khẽ lắc đầu, giọng nàng khàn đục. Anh đừng có nghĩ vậy, nhưng em không muốn những cảm tưởng tốt đẹp của anh nghĩ về em bị hoang ố. Tôi khẽ níu lấy cánh tay mềm của Lệ, dìu nàng về phía trước. Tôi không có muốn Lệ suy nghĩ vẩn vơ. Tôi không còn là một cậu bé con mặt mụn.
tôi cũng không phải là những kẻ ưa dùng đơn đo lường của xã hội này, lại phải cho tôi vào thăm bác gái và các cháu. Lại lẳng lặng bước đi như một xác không hồn, được khoảng vài chục thước, lại chợt đứng lại, đôi mắt bồ câu đang lấy vừa đục mờ vừa ướt nước mắt, ngời lên một ánh lửa kỳ lạ, lại nghiêm khắc bảo tôi. Không được, em muốn anh quay về, em thường nghĩ có lẽ em không còn xứng đáng để làm bạn những người đứng đắn như anh. Anh về đi. Rồi suy nghĩ thật kỹ, nếu anh còn muốn đến thăm em, khoảng một tuần, nửa tháng nữa anh trở lại. Tôi vội xen vào, anh chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Lại cười chua chát, anh cần phải suy nghĩ thật kỹ càng tốt. Cũng đã nhiều người bạn cũ nói như anh, nhưng sau đó, biết không thể nào lay chuyển được ý lệ, tôi khẽ thở dài giọng trùng xuống. Được, tôi sẽ chịu ý lệ, nhưng tôi muốn lại tin một lần, tôi không phải là những người khác. Và trong tôi lại không đơn thuần là một cô bạn học gái thuở nhỏ, chắc lại còn nhớ. Lại khẽ lắc đầu nhìn tôi. Không, lại không còn nhớ gì cả. Nhưng đáy mắt lại bảo tôi có, em còn nhớ. Hoặc tôi đinh ninh như vậy vì tự ái của người con trai. Tôi lại muốn nắm lấy bàn tay Lệ, nhưng vẫn đơn thuần là ý muốn tôi móc túi trao tấm danh thiếp cho Lệ. Lệ cho tôi địa chỉ đi, đúng thứ bảy tuần sau cũng giờ này. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ tay. Đúng 4 giờ kém 15 tôi sẽ đến thăm Lệ và bác gái. Lệ nhìn tôi thật nhanh, rồi những ngón tay bút măng có móng đỏ chót, đưa ngòi bút một cách ngượng ngập trên mặt tấm danh thiếp. Trao trả tôi danh thiếp và cây bút nguyên tử rẻ tiền. Lệ nói không nhìn tôi. Em vẫn nghĩ anh không nên tới nhà em thì tốt hơn và đẹp đẽ hơn. Câu nói của Lệ khiến tôi thấy lạnh trong hồn. Tôi lặng nhìn Lệ với niềm chua xót. Lệ cũng ngước nhìn tôi. Ánh mắt Lệ bảo anh đến đi và em mong đợi anh đến. Tôi khẽ thở dài từ giã Lệ. Đôi bốt đồ sâu trường trên mặt đất như loại bò sát. Và đầu óc tôi lên đên như vòm trời cao có những đám mây đen quen thuộc đầu mùa mưa. Tôi tự nhủ nay có một cuộc hẹn ước vào lúc 4 giờ kém 15 chiều thứ bảy đó. Tôi đứng lại thật lâu trước cửa nhà Lệ. Một chiếc taxi trống chạy qua. Tôi đưa tay vẫy, miệng gọi rối rít. Chiếc xe ném tôi xuống một quán nước quen thuộc của những người trẻ tuổi Sài Gòn. Tôi cúi xuống ly ba ba. Để thấy bóng dáng mình và Lệ thấp thoáng trong đó, đã có những gì đến với nhau 14 năm xa cách. 14 năm mà mỗi lần nhớ đến Lệ, tôi lại nghe dấy động trong tâm hồn những hối tiếc mênh mông, những luyến thương dây dứt. Nhiều chai ba ba nữa mới đủ đưa tôi trở về với cái tỉnh lỵ nhỏ bé, tiêu điều khi tôi đã lớn khôn lên, như một loài cỏ dại, như cọng rác rưới được nuôi dưỡng bằng những kẽm gai. Những rãnh nước đang ngòm, thật xa rồi, cái tỉnh lỵ yêu dấu khốn khổ ấy. Những khuôn mặt xa vời, dịu vợi ấy, đã có những đêm dừng quân trên một thị trấn nghèo nàn, để mờ sáng hôm sau phải lao mình vào trận địa, sau khi lũ bạn lính đổ rượu vào cổ họng cho đến ngất ngư, trở về một hiên nào đó ngủ trọ, trở về một phòng ngủ tối tăm nào, ôm ấp một thân thể làm tiền. Tôi nhớ đến cái tỉnh lỵ khốn khổ mang tên Hải Dương của những ngày tao loạn xa xưa cũ, hoặc bắt gặp một nụ cười hoa mộng không phấn son, một con mắt bồ câu đen ướt nào. Tôi lại tự hỏi Lệ có phải chăng, Lệ kỷ niệm giữa chúng ta đơn sơ quá, ngây dại quá, chưa đủ cho một bài thơ thương nhớ, cũng chưa đủ chua cay cho có một lần thức giấc ứa nước mắt gọi tên. Chỉ là một nụ cười ngượng ngùng phảng phất ưu tư. Chúng tôi đã gặp nhau trong lớp học bạn bè, quen biết nhau ở lớp học ấy, dù là hai đứa chỉ cách nhau 4 căn, những thằng Tây Say, những quán rượu có bọn con gái mặt trá đầy phấn son và tiếng ầm ì bom đạn, đã dạy cho lũ trẻ thơ của chúng tôi rất sớm về dục tình. Tôi và hai thằng bạn mê Lệ như điếu đổ, nhưng mỗi lần đối diện với Lệ, tay chân tôi run lên, mặt đỏ như gấc và ngượng ngùng, để rồi về nhà, đầu óc đầy những mộng mị và những kế hoạch tán tỉnh không bao giờ thực hiện được. Mỗi tối, tôi và hai thằng bạn thường phèo phèo điếu thuốc trên môi,
lượn qua lượn lại trước nhà Lệ để thấy Lệ thấp thoáng trong nhà như một nàng tiên bé bỏng. Một sáng 5 đồng bạc quà mẹ cho, tôi trút túi mua thuốc lá câu táp và những miếng kẹo chanh trong phần ăn của lính Tây bán ra cho dân chúng với giá rẻ mạt. Bốn điếu câu táp hút liên miên, khiến tôi giữa giờ học nhức đầu, nôn quẹ mật xanh mật vàng. Người nữ giáo sư trẻ, con gái của cụ cử, thầy dạy chữ nho tôi tại trường trung học công lập, phải vận tôi vào nhà trong săn sóc. Mẹ và người đầy tớ trung thành đến trường mếu máo đưa tôi về. Ngày hôm sau, trên đường đến trường, gặp tôi Lại cười lanh lảnh chế giễu. Lệ tưởng anh chết rồi chứ? Tôi ngượng ngùng bảo tôi cũng muốn chết luôn. Lệ tròn mắt hỏi tôi sao lại muốn chết. Tôi trả lời bằng cách hỏi lại Lệ. Lệ thích thay thằng Ngọc và thao hơn tôi phải không? Lệ lắc đầu. Từ đó hai đứa chính thức phải lòng nhau. Cũng thư từ, nói yêu, nói thương, hẹn hò nhau. Giận dỗi, ghen tuông. Hết hè năm đó, gia đình tôi dọn đến một thành phố khác. Và đã 14 năm qua, có những buồn đau và cay đắng đi vào trong đời Lệ. Có những đột ngột biến não lòng nào khiến Lệ không dám gặp mặt tôi. Khi tôi sửa soạn ra về, một thằng bạn ăn mặc bảnh bao, nó sửa lại kính cận thị nhìn tôi reo lên. À, Yên, lên Trung Quý hồi nào vậy? Bao giờ rửa lon đây? Tôi cười lùng bùng trong miệng, lấy chân kéo ghế mời nó. Ngồi đây Quân, mày à, dạy ở ngoài Trung hả? Nó gật đầu, nói chuyện ròn rã như bắp rang. Nó nhắc lại những bạn bè cũ mà nó gặp mặt. Mày còn nhớ thằng Thu Công? Nó ra nông lâm xúc rồi, thằng Tường thì cuối năm nay nộp luận án. Thằng Du mới qua gia nã đại học điện tử, con Vân giáo dục bổ túc dạy ở Biên Hòa. Nó có chồng 3 con rồi, lạ quá phải không mày? Tụi mình già lúc nào không hay. À, mày nhớ con Lý không? Hoa khôi lớp mình ngày xưa ấy mà. Nó lấy chồng mẻo mày ạ. Tôi cười nhẹ, ậm ừ gấp chuyện, Huân nối tiếp về nhiều người bạn nữa. 14 năm đã đưa lũ bạn và tôi với cuộc đời, mỗi kẻ một thân phận, mỗi kẻ một định số. Thật xa rồi, lũ trẻ thơ của tỉnh Lỵ nhỏ bé thân yêu. Tỉnh Lỵ giờ đẹp huyền hoặc trong một niềm đau tiếc nhớ, xa cách đã trở thành trẻ tuổi, đang thay thế dần chỗ đứng của những lớp người già nua. Chúng tôi đã trưởng thành và như thế đã chấp nhận những sợi xiềng xích mà luật lệ xã hội đã tạo ra để dính chặt mỗi đứa vào một chỗ đứng và cương vị hiện hữu của mình. Đưa ly lava lên môi, vừa uống được nửa hớp nhỏ, Huân vội đặt mạnh xuống mặt kính giọng hấn hở. À, Yên này, mày còn nhớ con Lệ không? Lệ Hàng Đồng ấy á. Tôi nhìn Huân sẽ gật đầu, chờ đợi Huân láo táo tiếp. Nghe con Lý nói, nó ở Gò Giáp gia đình gì đó. E Lê không lấy chồng mà bốn mặt con rồi, trong số đó có một đứa nhỏ lai tây. Giờ thì E Lê làm sở Mỹ và đang cặp bồ với ông bạn đồng minh da đen. Tiếng Huân kéo dài ra triểu buồn, kệ cũng đội mày nhỉ. Tôi cũng tội, rồi đưa tay vẫy bồi gọi tính tiền. Huân siết mạnh tay tôi, nhắc lại địa chỉ nó, bảo nhớ đến thăm tao nghe, tao đợi mày suốt vụ hè này đó. Tôi gật đầu thất thểu ra ngoài, kệ cũng tội mày nhỉ. Giọng Huân triểu buồn, em vẫn nghĩ anh không tới nhà em là tốt hơn và đẹp đẽ hơn. Hình như ai đã khoét mất một mảnh xương sọ tôi trên đầu óc choáng váng và lạnh buốt. Có những câu chuyện cổ tích đầy quyến rũ thuở nhỏ, lớn lên mới thấy lấu bịch, ngờ ngợt, Lệ, Lệ Hàng Đồng, Yên Cô Táp, chuyến xa lam hồi chiều, và những buổi tối tiêu điều ngày có đống lửa đầu tiên thuốc cháy ma quái trên bờ môi, trời sáng khuôn mặt trẻ dại quỷ quái của tôi. Tới một ngã tư, người Sài Gòn vẫn nhẫn nhơ đú đẫn. Tôi muốn làm một cái gì thật thô bạo, thật lê dương, nhưng tôi chỉ thở dài bước đi. Mấy đứa bé gái sặc sỡ kéo ngang mặt tôi, những đôi mắt tinh nghịch ném về phía tôi kèm theo những câu đùa cợt. Trung Quý gì mà trẻ măng ta? Ê, triêu ổng bà xã ổng xé xác à? Những tiếng cười khúc khích vang trên đường phố. Tôi muốn đến gặp Lệ không? Và vì tà ý nối lại những liên hệ cũ xưa, người ta chỉ có thể yêu nhau ở một giai đoạn nào đó,
Sau giai đoạn ấy, những bắt buộc với cử chỉ và gượng ép, tôi dừng lại một lần nữa trước rạp chiếu bóng có phim gián điệp. Phim mới đổi nên thiên hạ chen chúc nhau trước cô bán vé xinh như mộng. Tôi tặc lưỡi bước lên những bậc tam cấp, đứng lẫn vào đám đông, nhưng vẫn lẻ loi cô đơn như một sinh vật lạ mặt. Khi đưa tấm giấy vé cho người gác cửa, tôi bảo tôi, mày hãy tìm một góc rạp nào đó mà ngủ, và hãy nhớ ngày hẹn thứ bảy tuần sau, vào lúc 4 giờ thiếu 15 phút.